Trong những ngày qua, sự kiện VinFast đã cho ra mắt hai chiếc xe là EV35 và EV36 ở LA Convention Center để gây chú ý cho rất nhiều người quan tâm. Trong những phóng sự kia thì trước kia thì Tiến Dũng đã phỏng vấn vài người họ cho ý kiến riêng của mình ở vùng Nam Cali, và hôm nay đặc biệt là Tiến Dũng đang ở trên miền Bắc Cali ở Sacramento. Và cũng vậy, để tìm hiểu những ý kiến riêng của người sử dụng thì hôm nay Tiến Dũng có anh Hải đây. Và bây giờ thì Tiến Dũng xin kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi chúng tôi. Xin chào anh Hải. Trước hết thì vấn đề về hai chiếc xe mà EV35, EV36 mới vừa ra mắt cho mọi người đó anh, thì anh có biết điều đó không và anh cảm nhận như thế nào thưa anh? Dạ thưa, thì hôm nay thì cũng thấy trên Facebook cũng có đăng là hai chiếc E35 và E36. Về mẫu mã thì rất là đẹp, nhưng mà về cái bên trong thì cũng chưa có biết được như thế nào. Thì cũng nghe nói là giá cả thì nó nằm trong cái khoảng từ 40.000 cho tới 60.000. Rồi nói chung là cái xe thì mẫu mã thì cũng rất là đẹp, nhưng mà cái vấn đề cái máy bên trong chạy về cái độ bền của nó như thế nào á thì cũng cần biết thêm. Rồi cái service của nó cũng phải cần biết như thế nào, bởi vì mình mua chiếc xe, cái người tiêu dùng ở Mỹ này nó cũng có nhiều cái họ thắc mắc, là bởi vì họ muốn biết là thí dụ như mua chiếc xe mà mỗi khi mà service á thì mình phải đem đi đâu, thí dụ như cái dealer nó nằm ở LA hay là nó nằm ở cái vùng nào đó, thì mình cần phải đem cái xe đó tới đó, bởi vì hàng tha cứ 5.000 mai hoặc là 10.000 mai hay là 20.000 mai tùy theo cái loại xe, xe điện hay là xe xăng. Thì mình cần phải đem service đó, hoặc là mình check up, thì khi mà có cái problem nào đó thì mình cần phải đem chỗ nào, cho nên cái service của cái người tiêu dùng đó, họ cần cái đó dữ lắm, rất là quan trọng về vấn đề đó. Bên trong cái máy cái xe đó như thế nào thì cần phải lên ngồi chiếc xe đó chạy như thế nào mới được. Thí dụ như mình chạy lên chiếc xe đó, mình lên freeway thì mình chạy có im được hay không? Các người tiêu dùng là cần cái vấn đề đó. Dạ vâng, kính thưa quý vị, như nói Tiến Dũng hiện tại đang có mặt ở Sacramento, là thủ phủ của Cali, tiểu bang California. Và sớm giờ thì Tiến Dũng và cậu Minh Hải đi trên đường thì đặc biệt ở đây đó, thì thấy khá nhiều chiếc xe điện của hãng Tesla được chạy ở trên đường này. Thế anh Hải, khi mà nói tới cái xe mà gọi là Made in Việt Nam đây, là của VinFast á, là vừa rồi được công bố và cho toàn thế giới, và đặc biệt là chọn ở miền Nam Cali để cho mọi người biết rằng thị trường Mỹ trong tương lai sẽ có hai mẫu xe này, thì với anh cũng là người Việt và anh nghe tin này thì anh cảm nhận như thế nào thưa anh? Trước tiên là rất là tự hào. Cái thứ nhất, trước tiên thì mình thấy nếu mà ở Việt Nam mà mình làm được chiếc xe như vậy thì rất là tự hào. Đi ra đường mà gặp nhiều người chạy chiếc xe mà Made in Việt Nam đó, thì mình có nghĩa là mình vui lây, mình tự hào, cái đó là một cái điều hiển nhiên rồi, ai cũng phải là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề bên trong nữa, mình không có muốn cái người ở nước ngoài hay là những cái người khác, người ta nói xe Việt Nam nó tệ hay là nó xấu hay là nó không có bền hay là gì kia, thì mình nghe mình cũng hơi nhột cái vấn đề đó. Cho nên cái mơ ước á là làm sao chiếc xe mình chạy ở trên đường mà người ta nói chiếc xe này đẹp, chiếc xe này chạy rất là tốt, chiếc xe này nó bền, thì cái đó mình cũng vui thêm một lần nữa. Đó, nhưng mà hiện tại thì thấy chiếc xe này á, thì cái giá cả từ 40.000 cho tới 60.000 đó, thì nó nếu mà thấy cái thị trường Mỹ đó, nó thuộc nằm cái dạng giữa trung bình của cái xe mà luxury rồi. Bây giờ luxury xe Mỹ ở xe Nhật hoặc là xe Đức á, thì cái hàng từ 60-70 trở lên, có nghĩa là hàng trăm, hàng triệu. Đó, nhưng mà chiếc xe mà chạy ra rồi á, thì mình cần phải cho người ta có cái cảm giác, là có nghĩa là người ta thích thú. Ngoài cái vấn đề cái mẫu mã, còn bên trong nữa là cái vấn đề cái máy móc, với cái vấn đề mà ngồi lái nó im dịu như thế nào. Đó, người ta an lòng, người ta ngồi lên chiếc xe đó. Rồi người ta ra, người ta nói, người ta quảng cáo, người ta nói xe Việt Nam tốt lắm. Thì cái đó là một cái niềm tự hào chung cho tất cả người Việt. Thưa anh Hải, cũng như kính thưa quý vị, Tiến Dũng thì như từng rồi thì Tiến Dũng cũng đã lên LA Auto Show và đã trực tiếp đến xem hai mẫu xe là EV35 và EV36. Những gì mà anh Hải nói đây có lẽ đó là tâm lý của một cái người những ai mà cần quan tâm, và đặc biệt là những ai cần mua. Bởi vì khi mua một mặt hàng, người ta phải cần quan sát và người ta nghĩ về những gì trong tương lai như thế. Tuy nhiên khi Tiến Dũng đến cái lần vừa rồi đó ở
LA Auto Show thì không may mắn như anh Hải nói đâu, nghĩa là mình tới đó mình chỉ được nhìn phía bên ngoài thôi anh, không có được mở, không được chạm tới cửa nữa, không có thì nói chi tới cái chuyện mà mình nhìn thấy bên trong. Nói chung lại là chỉ nhìn nó bề ngoài thôi. Thì với anh làm điển hình, anh là một người tiêu dùng đi, một người khách tiêu dùng trong tương lai có thể đi, thì thí dụ như anh mua một chiếc xe này như vậy, ở sau lưng này là xe của anh nè, rồi thì để trước khi anh quyết định anh mua đó, thì những cái điều kiện cần có và đủ đối với anh là gì? Cái thứ nhất, nếu mà nói về xe Việt Nam á, thì đã là một cái người Việt thì lúc nào cũng ủng hộ, cũng muốn ủng hộ cái sản phẩm hay là cái hàng hóa của người Việt của mình hết á. Yeah. Nhưng mà nó cũng tùy theo cái điều kiện của cái người Việt mình định cư ở nước ngoài. Yeah. Mình nói cái này là người Việt mình nói riêng thôi nha. Yeah. Bởi vì thí dụ như cái người mà có 100 ngàn thì họ bỏ 30 ngàn, 40, 50 ngàn người ta ủng hộ rất là, người ta sẵn lòng người ta ủng hộ. Yeah. Nhưng mà cái người không đủ điều kiện thì người ta cũng khó là ủng hộ. Bởi vì người ta coi cái đó giống như một cái tài sản rồi. Uh-huh. Ủng hộ thì nó có cái sự may rủi ở trong đó. Yeah. Còn cái người mà có tiền á, người ta cái may rủi thôi kệ đó, dù sao đi nữa mình cũng ủng hộ cái sản phẩm, cái hàng hóa của người Việt mình. Yeah. Còn cái người chưa đủ điều kiện đó, người ta không dám, có nghĩa là người liều mình, người ta có bao nhiêu người ta mua hết người ta để ủng hộ, lỡ có cái chuyện gì thì nó, yeah, nó rất là cũng như là nó bất tiện. Khi nào mà họ biết được cái sản phẩm này nó chạy, mà có nghĩa là nó bền và nó có cái giá trị gì đó, khi, yeah, mà người ta ra đường á thì người ta sẵn lòng ủng hộ hết mình. À, hiện tại bây giờ thì người Việt mình á, 100 người chứ cũng một phần nào đó ủng hộ thôi, chứ chưa có hoàn toàn ủng hộ hết. Yeah. Mặc dù thấy rất là tự hào về cái Việt Nam, nhưng mà, yeah, người ta bỏ lòng ra, bỏ tiền ra để mà ủng hộ cái sản phẩm của người Việt á, thì nó còn phải đợi một cái thời gian nữa. Yeah. Cũng như Hải mới nói á, là thí dụ như mình có bạc 100 ngàn đi, 100 ngàn đi, thì bỏ ra 50 ngàn mình ủng hộ chiếc xe đó thì không thành vấn đề. Yeah. Mà thí dụ có người có 50 ngàn mà bỏ 50 ngàn ra ủng hộ á, thì cái, yeah, điều này nó hơi rất là khó. Yeah. Bởi vì người ta không có đem hết cái tài sản của người ta để mà ủng hộ cái đó. Bởi vì cái cuộc sống ở Mỹ này thì cũng biết là cơm áo gạo tiền. Yeah. Đó, cho nên cái vấn đề nữa là cái người tiêu dùng ở Mỹ này á, khác với cái người tiêu dùng ở Việt Nam, thì theo như Hải nghĩ thôi. Bởi vì cái người Việt của mình thì chú trọng về cái bề ngoài. Còn cái người nước ngoài á, thậm chí người Việt của mình quan trọng là cái vấn đề cái service. Bởi vì tiếng Anh, tiếng U của họ cũng có người biết, có người không. Ví dụ như xe mà chạy giữa chừng trên đường mà có vấn đề, bởi vì không phải là một cái sản phẩm mà đưa ra là hoàn toàn 100%. Yeah. Có đôi khi nó có trục trặc cái vấn đề nào đó đó, khi mà người ta gọi service đó, thì người ta biết sẽ đi đâu. Yeah. Bởi vì cái thị trường Việt Nam mới đem qua bên nước ngoài thì cái vấn đề mà cho toàn cả nước Mỹ mà tất cả những cái thành phố, cái chỗ mà service nó rất là khó. Yeah. Cho nên ví dụ như cái sản phẩm của Việt Nam đi, mình phải đem lại cái dealer của Việt Nam, rồi Việt Nam mới phục vụ cái vấn đề đó. Còn mà thí dụ như nguyên một cái thành phố mà không có cái chỗ service đó, thì bất tiện cho người ta quá. Cho dù, yeah, cái sản phẩm đó, cái hàng đó tốt, người ta cũng phải cân đo về cái vấn đề đó. Yeah. Bởi vì ở Mỹ nè, người ta nghỉ rảnh rỗi được chỉ có ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Là hai cái ngày đó người ta dành cái thời gian để mà đem đi xe, đem chiếc xe đi maintenance. Yeah. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà thí dụ như ở thành phố Sacramento này đi, mặc dù mình mua xe ở LA mình ủng hộ Việt Nam, nhưng mà xe lỡ mà có trục trặc cái gì đó đó, yeah, rồi chẳng lẽ người ta đem cái xe, người ta thô cái xe xuống chạy xuống tới LA. Yeah. Cho nên cái service đó thì cần phải có tất cả ở mọi thành phố. Yeah. Đó, như những cái hãng xe khác như Toyota hay là Lexus hay là Mercedes này kia đó, một cái thành phố ít nhất nó cũng có 5-7 cái station, 5 chỗ cái chỗ để service. Yeah, người ta rất là tiện, cái chỗ nào gần nhất người ta sẽ tới. Còn cái vấn đề xe Việt Nam thì cũng chưa nghe ai nói về cái vấn đề service. Đó, thì cái đó cũng muốn biết thêm, nếu mà Việt Nam mình á, cái người mà chịu trách nhiệm về vấn đề đó, nó cũng cho người dân biết thêm một chút xíu để người ta, yeah, khi mà người ta biết đủ cái thông tin người ta mới dám ủng hộ bỏ mình hết mình được. Yeah. Chứ bây giờ còn thiếu vấn đề thông tin nhiều quá. Yeah. Cần phải biết thêm, một là chiếc xe đó chạy như thế nào, cái vấn đề mà vận hành bảo hiểm của cái bảo trì đó. Yeah. Đó giống như chiếc xe mà Hyundai đi. Đó, người ta khi mà người ta ra chiếc xe Hyundai á, thì người ta bảo hành 100 mai, có nghĩa là chạy có vấn đề gì đem vô nó service là free. Hoặc là 5-7 năm gì đó, thì cái đó người ta biết cái vấn đề đó, người ta an lòng hơn. Còn Việt Nam mới chỉ đưa ra cái này gọi là demonstration thôi. Yeah. chưa có thấy được cái gì hết trơn á. Cần phải biết thêm nhiều cái thông tin nữa để mà ủng hộ. Yeah. Chứ người Việt ở đây á, thì sẵn lòng ủng hộ.
lúc nào cũng ủng hộ cái người Việt mình hết á. Yeah. Nhưng mà có cái là muốn biết thêm chi tiết thôi, muốn biết thêm như thế này nữa là anh, thực ra anh như nãy anh vừa nói là cái giá cả của nó ở cái mức mà anh nói là từ 40 tới 60 gì đấy. Thực ra như thế này là Tiến Dũng đã đừng tới cái chỗ triển lãm đó rồi, và ngày hôm đó hoàn toàn là mình không biết được cái giá cả, và người ta thì estimate thôi. Và như nói là nhân viên họ chỉ nói chuyện với mình và họ không có cho thâu hình đó, thành ra là cái điều đó cũng khó kiểm chứng. Cho tới bây giờ thì những cái thông tin khác em nghe được thì họ cũng đón cái giá thôi, tại vì ngày đó mình không được nhìn vào bên trong, không được vô trong dĩ nhiên, và mình cũng không được biết được cái giá luôn. Và đặc biệt nữa là về nguồn gốc cái máy nó hay là những cái bộ phận chi tiết khác của nó đó cũng chưa được biết luôn. Thí dụ là anh đi, anh mua một cái chiếc xe, anh có cần tìm hiểu về những vấn đề đó hay không? Cũng cần biết chứ, bởi vì thí dụ như mình không phải là cái người biết về xe nhiều, nhưng mà nó cần phải trải qua một cái thời gian nhất định. Yeah. Là bởi vì cái người tiêu dùng á, người ta xài á, người ta mới biết được cái độ bền nó như thế nào. Còn hiện tại thì chưa có, mình cũng chưa biết cái độ bền như thế nào. Bây giờ là mình trước tiên mình lấy cái tinh thần của mình ủng hộ đi, ủng hộ là trước, nhưng mà cái vấn đề á, ủng hộ nhưng mà cũng phải biết thêm cái thông tin. Còn cái vấn đề bữa ổm có nghe là đọc báo rồi kia cũng có nghe, thì theo như không biết cái báo thiệt hay là báo giả thì không biết. Yeah. Nhưng mà nghe nói là từ hai chiếc xe i35 và i36 đó là cái giá nó nằm trong cái khoảng là 40.000 cho tới 60.000. Yeah. Nhưng mà thắc mắc là tại sao cái battery á, cái pin á là phải thuê. Rồi cái vấn đề thuê đấy như thế nào cũng phải cần biết thêm chút xíu nữa. Bởi vì mình mua xe là mình phải biết information của nó. Yeah. Mình biết đó, đặng mình lỡ cái xe có chuyện gì đó. Bởi vì cái xe ở Mỹ này giống như hai cái chân vậy đó. Đi trên đường mà đi xa, thí dụ như đây từ Sacramento mình chạy xuống LA đó, mà lỡ giữa đường mà nó có trục trặc gì á, mình cũng phải biết cái thông tin để mà mình gọi, mình biết cái chỗ nào để mình đem xe tới để mà mình service. Cái vấn đề mà tiền bạc bỏ ra để mà service đó thì nó cũng không có phải là quan trọng gì lắm. Yeah. Nhưng mà cho nó tiện nghi, bởi vì á, đem chiếc xe mà đi thì bỏ xe chỗ đó mà service nó mất mấy tháng trời thì người ta không có xe đi cái đi gì. Xe là phương tiện mà. Yeah. Cho nên nó cần phải biết thêm cái đó chút xíu cho người ta an lòng, cho cái người Việt mình ở đây an lòng. Yeah. Nói chung là như vậy. Thưa anh, như vậy là em được biết là hai mẫu xe đó họ vừa ra mắt cho mọi người biết rằng có thể trong mùa thu năm tới hai mẫu xe này mới được có mặt ở ngoài thị trường, tại vì rồi là chỉ xem ở trên đó thôi. Và trở lại cái anh nhìn thấy gì ở cộng đồng này, ở trên Sacramento này là anh, thì những người Việt ở đây họ có quan tâm tới vấn đề này không hay không thưa anh? Có chứ, người Việt nếu đã nói là người Việt thì lúc nào cũng quan tâm. Dạ. Nói chung là nó tùy theo cái mặt. Thí dụ như đối với Hải nha, thí dụ như trên đường mà thấy, bị hiện tại bây giờ chưa thấy xe, nhưng mà mai mốt mà năm 2022 mà thí dụ như mùa thu mà xe đó có ra mà trên đường thấy cái người Việt mình chạy chiếc xe mà VinFast fast đi thì mình cũng vui, thấy chiếc xe chạy trên đường là vui rồi. Đừng nói chi là cái người Mỹ mà người ta chạy chiếc xe mình nữa, mình càng vui nữa. Cái cũng như mình ủng hộ, mình không ủng hộ về vật chất nhưng mà cũng có rất là nhiều người ủng hộ về tinh thần, đó là như vậy. Nhưng mà cái người ủng hộ cho nên muốn an lòng hơn là bởi vì mình ủng hộ là mình muốn chắc chắn 100%. Bởi vì mai mốt mà người ta xài chiếc xe đó mà người ta nói chiếc xe này có vấn đề hoài á thì mình cũng hơi tự mắc cỡ nữa. Ngượng thôi. Nhưng mà người ta khen chiếc xe mình, chỉ cần người ta khen thôi, chiếc xe của người Việt của mình thôi, lòng mình thấy cũng tự hào thêm một lần nữa rồi. Giờ thưa anh Hải, cũng như kính thưa quý vị, sau lưng Tiến Dũng hiện giờ đó là chiếc xe Lexus của anh Hải, mà sở dĩ Tiến Dũng nói điều này là lý do hôm trước khi mà Tiến Dũng lên LA Auto Show đó thì Tiến Dũng có nói là cái mẫu xe của VinFast á, cái chữ V á quý vị, thì ở đây là cũng trong cái bánh xe này của Lexus đó, thì hiện tại bây giờ đây chiếc xe là chữ L, và khi nó nằm ở vị trí này thì mình nhìn giống chữ V. Ý Dũng nói rằng cái mẫu xe mà VinFast á lấy chữ V đó và họ thiết kế đó thì thấy rất là giống, mà anh hãy thể gần xem xíu, rất là giống cái Lexus này. Thành ra là hôm đó Tiến Dũng cứ nói là nhìn chiếc VinFast á thì trong đầu mình nó bật ra là cái Lexus là nó giống là như vậy. Thế nên anh Hải thì anh thấy gì những cái thông tin mà ở cộng đồng người Việt này đó, anh họ quan tâm về hai mẫu xe này, và anh có nghe nói rằng là họ sẽ ủng hộ trong tương lai không, với những cái thông tin chỉ có bao nhiêu đó thôi?
Trước tiên là về tinh thần thì họ đã ủng hộ rồi đó. Có rất là nhiều người cũng tự hào, cũng khoe, cũng nói với người này người kia là ở Việt Nam mình có chiếc xe. Bây giờ có những người người ta không có coi được thông tin đó, rồi cũng có những người nói gì thế này thế kia, thì bản thân Hải thì cũng coi kỹ, cũng 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 xem qua đây, cũng ủng hộ rất là những vấn đề đó. Nhưng bởi vì nhưng mà cái vấn đề mà ủng hộ đi sâu hơn chút xíu nữa thì cần phải biết thêm cái thông tin, chứ bây giờ mà chỉ nghe nói thì mừng mừng trước đi. Như thế này, một mặt khác nữa là ai cũng biết rằng thì Việt Nam từ hồi trước giờ chưa bao giờ sản xuất một chiếc xe nào cả, và chiếc này là sản phẩm kể như là đầu tiên của Việt Nam. Và cho dù họ cái đây là lần đầu tiên và chưa được mình nhìn thấy ở ngoài chạy như thế nào, tuy nhiên có ý kiến rằng khi một cái sản phẩm mà được vào nước Mỹ đó anh, thì nó phải được đáp ứng một cái tiêu chuẩn nào đó, thì anh nghĩ điều này có hợp lý không? Hợp lý chứ, bởi vì cái nước Mỹ nó cần phải, khi mà một cái sản phẩm, bất cứ một cái món hàng nào đi vào Mỹ thì nó cần qua cái check up, nghĩa là nó pass, nó mới cho nó Mỹ nó mới approve. Bởi vì hiện tại bây giờ thì mình cũng không biết cái thông tin đó là approve được hay chưa, nhưng mà chắc chắn một điều là cũng đã chắc có thể là approve về cái vấn đề giấy tờ thôi. Còn mà chiếc xe mà lăn bánh trên đường nữa thì còn một cái vấn đề đó, nó tụi Mỹ nó còn phải 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 check nữa, nó coi nữa, nó như thế nào nữa. Thì cái đó thì thật ra mình không có biết về cái luật lệ của Mỹ là nó sẽ check chiếc xe đó như thế nào, thì Hải không hoàn toàn không biết, chỉ biết có cái là nhất định là nó phải có cái approve rồi. Nếu mà nó approve được đó, chiếc xe mới lăn bánh được, còn mà không approve, xe mình bản thân ở đây cũng vậy thôi, khi mà chiếc xe mình phải pass check smoke của nó mới cho mình lăn bánh trên đường, mà không pass check smoke đó là nó không cho đi thôi. Thì xe Việt Nam một cái sản phẩm mới cũng vậy, đi vô phải đủ cái tiêu chuẩn của người Mỹ, của người khoai. Thứ nhất là safety, Mỹ safety là quan trọng nhất, rồi cái thứ hai là cái vấn đề mà service đó, rồi cái thứ ba nữa là cái vấn đề là cái người tiêu dùng đó đó có như thế nào hay không nữa. Cái quan trọng là cái safety, Mỹ là safety. Bây giờ mình chạy trên đường mình chạy cái tốc độ rất là cao đó, ví dụ như mình không có muốn tình trạng ví dụ như cái có những cái món đồ mà ví dụ như mình đang xài đi mà tự nhiên nó rã ra, nó rớt ra, nó không an toàn cho cái người tiêu dùng. Thậm chí mình muốn sản xuất một cái bàn thôi đó, trong nhà hay là kia đó, mình cũng cần có cái sự safety. Bởi vì con nít nó lại gần này kia, mình chạy chiếc xe thì ví dụ cái xe đó nó mình chạy nhanh lên khoảng 80-90 mai, có đôi khi ta chạy tới 100 mai một giờ, thì cái khi mà nó chạy nhanh nó xe đó có rung có lắc hay là có này kia không, cái đó là cần phải thấy được đó. Cho nên bây giờ chưa có thấy được, bây giờ mới mới chỉ thấy thôi, cũng không có biết gì thì phải phải nói như thế nào, nhưng mà ủng hộ thì có ủng hộ rồi đó. Thế anh một cái điều nữa này, khi mà hai mẫu xe EV35 và EV36 này ra mắt ở thị trường Mỹ, họ cho rằng có thể đem hai cái mẫu này để mà cạnh tranh với hãng xe Tesla đó anh. Và nếu như mà anh nhìn về thấy về từ về mẫu mã và kể cả về giá cả đi, thì anh thấy có thể cạnh tranh được với Tesla hay không? Cái mình không phải là người làm ăn cho nên cũng không có nói được, nhưng mà theo cái ý của mình á, bởi vì cái dạng sự khởi đầu nan mà, bởi vì mình muốn cạnh tranh với một cái thế giới á, cạnh tranh ở trong nước á, thì nó đỡ một chút, còn mà cạnh tranh với ngoài thế giới á, thì nó còn một cái giai đoạn phải trải qua rất là nhiều. Bởi vì mình cũng không biết cái, bởi vì khi mà mình muốn cạnh tranh thì người ta sẽ cạnh tranh lại với mình, chứ người ta không có ngồi im ở đó để mà người ta chờ mình qua mặt người ta mới đi. Cho nên cái bước đầu tiên á, mình muốn được mà nó nhập vô được cái thị trường mà nó thật sự á, thì cũng tùy theo cái giai đoạn. Nếu mà người Việt mình giỏi nữa thì mình tiến bộ nhanh chút xíu, còn mà tà tà như vậy thì cũng không biết chừng nào để mà mãi được. Còn cái vấn đề mà cạnh tranh về cái thị trường á, cái về vấn đề mẫu mã đó, bây giờ theo như như Hải nha, nếu mà một cái sản phẩm không phải của người Việt nha, bởi vì sản phẩm của người Việt á, thì lúc nào mình cái tinh thần mình cũng ủng hộ. Nếu mà cái sản phẩm như Hải muốn mua chiếc xe đi, bởi vì chiếc xe này là loại xe nó từ luxury nó trở lên rồi, cho nên cái người có tiền mới mua được cái loại xe này. Mà khi người ta chọn lựa, ví dụ như chiếc Hyundai đi, Hải không có chọn, tại sao anh? Bởi vì cái brand name, cái thứ nhất cái độ bền nó mình chưa có tin tưởng được cái độ bền của nó. Thường thường thì ngày xưa giờ ta nói là Mercedes nè, rồi BMW hay là những cái loại xe mà cao cấp, hay Rolls Royce hay là kia, những cái loại đó là cao cấp nữa, thì người ta chạy ra đường người ta biết cái xe này là những cái dạng mà luxury rồi. Còn Hyundai thì có tiền người ta cũng không có ủng hộ cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà riêng về Việt Nam thì mình trước tiên là mình ủng hộ cái tinh thần trước đó, cho nên cái vấn đề cạnh tranh đó, thì Hải không 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 có làm ăn về cái vấn đề đó, cho nên Hải không không có biết.
nhưng mà biết chắc rằng là một cái điều rất là gian nan. Bởi vì mình cạnh tranh đó, thì người ta thấy người ta cũng phải cạnh tranh lại với mình. Thì làm ăn mà, có nghĩa là người được gì, người lên thì phải người kia phải đi xuống. Đó, chứ ít có khi nào mà hai cái nó song song với nhau lắm. Đó, thì hy vọng là Việt Nam mình sẽ đạt được cái tiêu chuẩn đó. Thì cũng hy vọng thôi, mong rằng là như vậy. Bởi vì cái đó là cái tinh thần đất nước mà. Làm sao mà không hy vọng được. Anh một ý nữa thôi. Như thế này, khi mà rất là nhiều người trong đó các em địa đà đấy đã đi đến cái chỗ mà triển lãm xe đó, và kể như là rất thất vọng là không biết nhiều thông tin về chiếc xe này, thì với anh bản thân anh đi, anh xem được tin tức hay là anh nghe những lời nói lại của những cư dân ở đây nè, nắm được thông tin một cách rất là hạn hẹp về chiếc xe đó, thì với anh những điều này thì nhà tổ chức họ nên phải làm như thế nào, thưa anh, để cho có thể thuyết phục cái người tiêu dùng hơn? Cái thứ nhất là hãy nghĩ họ chưa có ready. Bởi vì nếu mà ready thì cái thông tin nó sẽ đầy đủ hơn. Còn bây giờ chắc có thể là cái này chỉ là một cái chào hàng thôi. Có nghĩa là muốn biết được ngoài cái người Việt mình thì cái phần trăm ủng hộ thì rất là đông rồi, nhưng mà muốn coi cái thị trường ở Mỹ, cái người Mỹ, cái người nước ngoài họ nhìn vô như thế nào thôi. Giống như mình muốn chào hàng vậy đó. Chứ thật sự bên trong là chưa có ready. Có nghĩa là trong cái làm ăn, trong cái làm cái điều gì á, nó cần có cái design hoặc là cái demonstration. Rồi sau đó đó, nếu mà everything mà nó ok rồi đó, có những là đập được vào mắt của thế giới đó, rồi trong này mới action, mới làm. Có nghĩa là muốn chiếu một cái bộ phim mà thí dụ người ta để cái trailer tôi coi như thế nào. Theo anh thì đây là cũng giống như người ta thích, nhưng mà nhiều người người ta comment, người ta nói là cái phim này nó không hay hay là cái này là kia, thì bắt đầu mình rút ngắn là mình đỡ chi phí hơn. Cho nên nó muốn làm cái gì mình cũng phải cho người ta thấy được cái mơ mốt, người ta mới từ từ vô. Đó, thấy được chút xíu rồi người ta sẽ đưa thêm cái information ở chiếc xe cái độ bền này nó như thế nào, cái warranty này như thế nào, cái service nó như thế nào, thì từ người ta mới đưa thêm. Chứ không phải là đưa ra một lượt cái chi phí nó rất là cao. Người làm ăn người ta là như vậy. Cho nên bây giờ là không có biết được, bây giờ là ủng hộ về tinh thần thôi, còn vật chất thì chưa có xác định được là bao nhiêu người, nhưng mà bản thân Hải thì nếu mà của người Việt thì lúc nào cũng ủng hộ, còn tất cả những đồng hương mình ở đây thì còn tùy thuộc vào cái cuộc sống của họ như thế nào nữa. Rất cảm ơn anh Hải đã chia sẻ những ý kiến riêng của mình về câu chuyện xe VinFast mà mới ra mắt ở cộng đồng, nói chung là ở hải ngoại và đặc biệt là ở Mỹ, ở miền Nam Cali. Một lần nữa cảm ơn anh, và hy vọng rằng trong thời gian tới nếu có cơ hội có những thông tin gì mới thì anh có thể chia sẻ cho em. Và đến đây thì Tiến Dũng mời quý vị xem lại một chút xíu thôi cái phần logo mà hình nãy Tiến Dũng đã nói qua. Bây giờ Tiến Dũng sẽ quay lại gần hơn chỗ vị nhìn thấy nha, và sau đó Tiến Dũng sẽ gặp một người khác để tìm hiểu cái ý kiến của họ về hai mẫu xe EV 35 và EV 36 mà mới ra mắt mới đây. Thưa quý vị, đây là mẫu xe Lexus GS 460. Như nói đó, là cái chữ L mà hiện tại bây giờ thì xe đậu vị trí này thì quý vị dễ dàng nhìn ra nó giống chữ V, đúng không ạ? Đó là khi mà nếu quý vị mà compare lại, so sánh lại cái chữ này và chữ V thì từ xa thì nhìn sẽ dễ dàng nó giống nhau như thế này. Thưa quý vị, hiện tại Tiến Dũng đang đứng trước tiệm New Saigon Collision Center, là một tiệm body shop của người anh rất là thân với Tiến Dũng. Và bây giờ thì Tiến Dũng sẽ đi vào trong để hỏi ý kiến anh về vấn đề hai mẫu xe EV 35 và EV 36. Đây là bên trong của tiệm New Saigon Collision Center. Chủ là anh Châu Hữu Võ. Thưa quý vị, nhưng mà để trước khi bắt đầu thì giờ anh Châu Võ sẽ giới thiệu sơ sơ cái chỗ tiệm anh nha. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị của đài Tiến Dũng. Video hôm nay nhân dịp có đến Sacramento để tham quan những cơ sở thương mại ở Sacramento, thì Tiến Dũng cũng muốn đóng góp một chút
làm một cái video để nói về xe hơi. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đây là anh Châu Võ, chủ của tiệm body shop này đây, kính thưa quý vị. Dạ, chào anh Châu Võ, anh khỏe không? Và xin anh giới thiệu đôi nét về tiệm của mình thưa anh. Thì đây thì Châu trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả của đài TD Media. Nhân dịp hôm nay có anh Dũng xuống đây Sacramento để thăm lại người bạn cũ Châu Võ tôi. Thì anh có muốn tìm hiểu sơ lược về vấn đề xe ô tô? Dạ. Thưa anh, em đi vô tiệm của anh mà thấy bất ngờ quá, trời ơi, lớn đi mỗi chân luôn á, quý vị nhìn thấy không anh à? Chưa bao giờ Tiến Dũng nhìn thấy một cái tiệm body shop nào mà lớn như thế này luôn. Ủa, bên đây có máy rời phía ngoài, cứ là anh sửa xe luôn hả anh hả? Dạ, thì ở đây thì con Kevin đó, chuyên môn về vấn đề độ xe hơi. Ồ, oh, wow, giỏi vậy. Máy rồi... Chỗ cái này là cha truyền con nói đó. Cái này là đây chiếc xe Supra đời 94 của Nhật đó. Oh, wow. Thưa anh, tiệm anh lớn như vậy thì tiệm mình đã có bao lâu rồi thưa anh? Mình có gần 15 năm rồi. Dạ. Yeah. Wow, wow. Cái này mà tính về square feet không biết bao nhiêu nữa mà thấy nó rộng quá quý vị ơi. ở đây thì anh làm gồm những dịch vụ gì? Xe body shop cũng như vấn đề xe đụng của mình có ký hợp đồng với tất cả những hãng bảo hiểm đó. Dạ. Khi họ xảy ra tai nạn thì họ cứ thô về đây hoặc là kéo về đây mình sửa chữa cho xe khách hàng thôi. Rộng như vậy, nhiều như vậy, em nghĩ là anh cũng phải có nhiều nhân viên chứ anh hả? Thì mình có nhiều nhân viên, mỗi một nhân viên nó nhiều department. Dạ. Vấn đề người thợ sơn, vấn đề bên sơn, vấn đề là mechanic, vấn đề bên kéo frame, rồi vấn đề là bên thợ lineman, rồi thay gió xe, rồi sạc máy lạnh. Sẵn đây anh đi dài vừa nói cái nghiệp vụ của anh cùng với quý vị khán giả của channel em nè. Thí dụ như giờ mình có một cái xe mà trước khi khách hàng đem đến đây đó anh, thì nó phải trải qua những cái điều kiện như thế nào thưa anh? Trước khi đến đây thì họ phải coi như là khi họ gây tai nạn thì họ báo bảo hiểm họ, rồi open claim, rồi họ cứ liên lạc với mình như thế nào chi tiết thì mình cứ phục vụ họ đến đó vậy thôi. Ví dụ như xe này đây họ bị accident. Accident. Dạ. Dạ, họ gọi mình thì mình cho xe thô lại pick up. Dạ. Công việc này khó khăn lắm không anh? Như thế nào anh? Cũng qua trường lớp thì nó cũng có đâu nó nề nếp đó, không có gì khó khăn. Dạ. Wow. Quý vị thấy không? Như đây là dàn frame kéo xe. Kính thưa quý vị, Tiến Dũng cũng quen mấy ông anh làm về nghề sửa xe body shop hoặc là sửa xe, nhưng mà chưa thấy ông anh nào mà gọi là bảnh tẻn như ông anh này hết trơn á. Làm nghề sửa xe mà nhìn thấy không phải đâu, nhìn thấy không giống. Như vậy thường thường một cái xe mà mình nhận của khách anh rồi bao lâu mình mới hoàn thành một cái công việc anh? Đó, tùy theo xe, xe đụng nặng đụng nhẹ thì theo nó ảnh hưởng tới frame, ảnh hưởng tới máy hay là những ảnh hưởng tới structure của frame rồi đó. Dạ. Thì nó có thể lâu hơn. Dạ. Nếu mà ảnh hưởng tới frame này kia, bên đây mình cũng phải có máy móc cũng, mình cũng làm hết. Dạ, hả? Dạ. Ở tại chỗ này luôn anh hả? Tại chỗ này luôn. Dạ. Còn những cái xe nào đụng nặng quá thì nó total loss. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi thí dụ như những cái về body thường thôi á, thì sao anh, mình xử lý nó bằng cách nào anh? Thí dụ như giờ bên hông nó bị mốp này nọ đó thì mình kéo ra hay là mình sẽ phục hồi hoàn toàn mới? Tùy theo cái sự damage của nó. Dạ. Yeah. Nếu mà damage quá thì mình thay. Còn ít thì mình sửa. Dạ. Yeah. Mà đa số thì bây giờ thay thì nhiều hơn. Dạ vâng. Dạ. Còn bên đây thì chắc là chỗ sơn quá anh hả? Sơn. Bên đây là phòng sơn. Dạ. Yeah. Ồ, phòng sơn nó cũng lớn phòng vậy đó. Sơn. Cái này nó phải đưa nguyên chiếc xe vô luôn hết. Dạ, phải chạy nguyên chiếc xe vô. Dạ. Dạ. Ồ, wow. Ở trong đây là đi bộ là khỏi cần tập thể dục luôn. Nó rộng quá. Wow. Trời ơi. Trong đây thì phòng sơn. Dạ. Yeah. Phòng sơn, phòng hấp luôn. Vừa sơn vừa hấp. Là sao anh, nghĩa là sau khi mình sơn hấp để cho nó khô liền trong này ha? Dạ, đúng rồi.
Wow, cái này là tiêu chuẩn họ mới bắt buộc mình phải làm sơn là trong 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 cái phòng như vậy đó. Đúng rồi, mình phải có tiêu chuẩn. Dạ. Yeah. Yeah. Thôi nó bay ra ngoài nó bị pollution. Dạ. Yeah. À, yeah. Đây là cái bàn mà anh sơn để bàn, còn đông đây thì nó bằng pha sơn. Ờ, nó bằng điện tử luôn hả anh hả? Dạ, yeah, đây mình pha tại chỗ luôn. Yeah. Ờ, thế thí dụ giờ cái xe đó thí dụ em nói là chiếc một lít xịt nào đó đi. Rồi thì là cái màu nó theo cái khoát hả anh hả? Hay sao? Cái màu nó theo cái khoát, mỗi chiếc xe đều có cái khoát màu riêng hết. Dạ. Yeah. Yeah. Có trường hợp nào mà cái xe anh nhận nó không có cái khoát màu không anh? Có. Cũng có trường hợp. Rồi làm sao mình làm cái màu nó matching đó? Mình mới lấy cái VIN number của chiếc xe đó, mình gọi lên dealer, nó sẽ cho mình cái khoát đó. À. Yeah. Oh, cũng có nhiều giai đoạn kỹ thuật. Đây cũng là lần đầu tiên mà em tham quan bên trong của... Đây là phòng sơn, pha nước sơn, tại mình làm ở đây mình pha liền tại chỗ, mình sơn luôn. Nó thợ sơn, ổng có được training, do cái hãng sơn nó training cho ổng. Yeah. Yeah. Từ cái hãng luôn? Từ hãng nó xuống nó training, hoặc là mình đưa nhân viên mình đi học. Yeah. 6 tháng đi học 2 ngày để upgrade cái khoát sơn mới. Yeah. Hoặc là những cái xe mới ra đó nó sẽ trình bày cho mình cái màu. Nếu sơn. Vậy thì màu sơn thì sao anh cứ nghĩ là từ trên hãng đưa xuống luôn hay không, hay là như thế nào ạ? Sơn này là cái hãng manufacturer riêng, có hãng sơn riêng. Yeah. Đây là mình gọi là water base. À. Sơn bằng nước, pha nước chứ không có pha xăng nữa. À, dạ. Dạ, pha nước. Dạ. Nó mà bên đây cũng một dạng nữa. Cảm ơn anh Châu. Lần đầu tiên em tham quan cái chỗ mà làm việc của về body shop như thế này. Wow, tiệm thân hàng quá chừng nhiều. Đây, như chiếc xe này hoàn tất rồi nè. Wow, mới tin luôn. Cảm ơn quý vị. Cái này là anh Châu nói là xe mới hoàn tất đó. Xe này đụng đầu á. Oh, wow. Nhìn không biết gì hết. Yeah. Đúng rồi, airbag rồi bung hết mà. Cái nghề này á, niềm vui nhất của anh là gì thưa anh Châu? Niềm vui nhất là từ một xe hư mà thử là thành hoàn thành, nó đẹp mới giống lại cũ. Thì đó là niềm vui nhất của mình. Như chiếc xe thì nó đụng đít đó, mình làm xong rồi, hai chiếc này đã làm xong hết rồi. Wow, tuyệt vời. Anh không nói là nhìn không ra đâu anh ơi. Giống xe mới tin à. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trước mặt quý vị là anh Châu Võ, là chủ tiệm Body Shop New Sài Gòn Collection Center. Dạ xin chào anh Châu Võ, anh khỏe không? Dạ rất khỏe, xin cảm ơn Tiến Dũng. Dạ vâng, thưa anh, thì trong những ngày qua thì anh có nghe thông tin về hai mẫu xe EV35 và mẫu xe EV36 không thưa anh? Thì tôi có nghe qua sơ lược về mẫu xe của Việt Nam của mình đã được expo ở Los Angeles. Yeah. Thì tôi nghe thì cũng thấy hay nhưng mà nhân thì không biết là theo sự hiểu biết thì mỗi người có cách nhìn khác nhau về vấn đề xe hơi. Với anh là người chuyên về xe hơi đó anh, thì anh thấy rằng cái cuộc triển lãm này anh ghi nhận gì với những thông tin mà anh nắm được? Nói về xe hơi thì nó đa dạng lắm, nó nhiều kiểu mẫu, nhiều hình thức, nhiều hãng để mà cạnh tranh. Thì nói về kỹ thuật xe hơi thì Châu thấy hai mẫu xe của Việt Nam mình thì cũng rất là sang trọng, đẹp. Nói với soi thị trường của thế giới thì cũng có phần rất là hay. Và cái phần sáng tạo cũng có nét đẹp của nó. Đặc biệt riêng nói về kỹ thuật xe hơi thì rất là đẹp và sang trọng. Thưa anh, một điều là khi mọi người đến đó là họ chỉ xem được phía ngoài thôi. Thì với anh, nếu đặt trường hợp anh là người đến xem cũng như là có ý định mua xe đó, hoặc là ý định coi xe như vậy đó, thì với anh bao nhiêu đó đủ chưa, hay là anh cần như thế nào nữa thưa anh? Nếu về nói về cái đây là chỉ nói chung là vấn đề triển lãm xe hơi thì họ có cách riêng của họ. Nói mà nói như vậy, mà muốn mua một chiếc xe hơi thì họ phải tìm hiểu rất là nhiều sâu sắc về vấn đề xe đó. Thí dụ như là họ mới coi nội thất, mới coi về cái function của nó, hay là và giá cả như thế nào và cách service họ như thế nào. Như nói rằng xe đó hình như là máy là từ bên Đức và được lắp ráp, hình như là không phải là hoàn toàn của Việt Nam đâu nữa.
Thì với anh, một cái người mà lâu năm trong nghề nè, thì bao nhiêu đó đã đủ niềm tin cho anh nếu như tại trường hợp anh định mua một chiếc xe như vậy không? Nếu mà nói về kỹ thuật, tôi là có thể là khi mà họ đã đưa ra triển lãm cho toàn thế giới coi thì có thể là họ mình có nên cũng mua được, cũng vẫn được. Nó cũng đã xét nghiệm qua vấn đề collision, collapse hay là những cái vấn đề kỹ thuật, chức năng của nó chắc là được, có lẽ là đã được approve hết rồi mới ra được thị trường thế giới. Dạ. Tuy nhiên cái điều khó là mình chưa được chạm gì hết, và cũng như ý nói rằng chưa được thấy một cái xe nào hoặc là một cái mô hình gì ở phía ngoài hoàn toàn thực như vậy đó anh. Thì với anh như vậy thì là cuộc triển lãm như vậy đó thì đã đủ cho những người mà hiếu kỳ hay là những người mà có thể mua trong tương lai hay chưa? Nếu mà họ quyết định mua trong tương lai thì họ phải research về cái hãng, về cơ chế của cái hệ thống của chiếc xe này. Yeah. Thì cái đó là tôi cũng nên khuyến khích, mình phải nên tìm hiểu trước khi mình mua, để mà cho nó mình mua cái gì phải có nó hài lòng với nhau, happy. Mà yeah, khi họ đưa vào cái triển lãm như thế này thì tôi nghĩ là những kỹ thuật của họ đã được chấp thuận rồi. Dạ. Riêng về mẫu xe này đó, như anh biết là cái mẫu xe đây là mẫu xe đầu tiên của Việt Nam, và mua một chiếc xe ai cũng vậy, người ta sẽ nghĩ đến cái chuyện mà maintenance nó về sau. Thì với VinFast thì điều này chưa có và chỉ nghe nói là trong tương lai thôi. Thì anh thấy như vậy có thể là VinFast họ bán xe được bên Mỹ không? Nếu tôi nghĩ thì có thể họ bán được, tại vì nếu mà tôi so sánh giữa thời xưa, vấn đề xe của Hàn Quốc, yeah, vấn đề xe Hyundai, yeah, thì họ khi họ qua đến Mỹ này thì họ cũng phải trải qua rất nhiều thăm trầm của họ. Yeah. Thì thứ nhất là thì mình mới thì có thể là tôi nghĩ vấn đề giả lại cái thời hiện đại bây giờ thì có thể là cái sơ Việt nó cũng có thể là thông dụng bất cứ nơi nào. Yeah. Em nói rằng đây là mẫu xe Việt Nam và họ chưa có một cái đại diện nào, đại lý nào ở bên đây đó anh. Thì vấn đề về dịch vụ về maintenance xe đó thì đó cũng là những điều mà người mua cần quan tâm thưa anh. Thì khi trước khi họ bán ra thị trường thì chắc tôi nghĩ là họ sẽ set up vấn đề maintenance. Yeah. Bất cứ nơi nào cũng phải làm theo cái nguyên tắc đó vậy. Tại vì khi mà họ mua xe mà không có chỗ sửa chữa thì họ đem đi đâu để sửa? Yeah. Không có chỗ để bảo trì thì họ cũng không thể nào họ bán được ở trong, yeah, thị trường. Và một cái nữa là nói về giá cả đó anh, thì cho tới bây giờ thực ra mà nói em cũng chưa biết cái giá cả chính thức của họ đưa ra, bởi vì rồi đi đó thì họ cũng hoàn toàn chưa đưa ra cái giá, và trên cộng đồng mạng hiện tại giờ thì họ chỉ đón thôi. Ví dụ như họ đưa ra là 40 hay là 60 ngàn gì đó, là chỉ là một cái mức mà SMS thôi. Thì theo anh, giá cả của VinFast nếu mà giá thực sự là như vậy thì có thể cạnh tranh với ông trùm Tesla bây giờ không? Thì nếu mà cái thị theo sản phẩm của cái ảnh thôi, cái VinFast thì nếu mà nó có giá trị cao thì vấn đề option nó tùy theo cái nó thì nó có thể cạnh tranh với Tesla được. Dạ. Tại vì cái mẫu mã của xe VinFast này cũng rất là đẹp và sang trọng mà. Dạ. Nếu mà so với Tesla thì có thể mẫu mã này là sang trọng hơn Tesla. Dạ. Đó là điều hãnh viện của người Việt Nam mình chứ. Dạ vâng. Và một ý cuối này, khi mà họ triển lãm mà không có được biết nhiều thông tin đó anh cho người xem đó, thì nhiều người thất vọng về điều này. Với anh thì tại sao mà họ làm như vậy ạ? Tại vì theo tôi nghĩ thì họ chỉ mới expo thôi, để triển lãm thôi. Chứ trước khi họ lấy những cái cảm tình, rồi thứ hai nữa là có thể là họ để cho mới cái quảng cáo để cho đặng họ chuẩn bị sẽ bung qua thị trường. Cái đó là họ muốn tìm hiểu vấn đề cái người muốn mua hay là người không muốn mua, cái thị trường thế giới thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Riêng về một chút xíu nữa đi về hai mẫu xe EV35 và EV36 đó, thì với anh, đặc trường hợp anh là người khách hàng mua trong tương lai đi, thì anh sẽ quan tâm nhất là điều gì ạ? Thì mình phải quan trước hết là thì nói về kỹ thuật. Yeah. Là nghề sửa xe của tôi thì vấn đề quan tâm vấn đề thứ nhất là vấn đề gây tai nạn có safety hay không. Yeah. Thứ hai nữa là vấn đề maintenance,
Thứ ba nó là bảo trì, maintenance là bảo trì. Thứ tư nó là có an toàn hay không, rồi có nơi có chỗ để mà bảo quản chiếc xe của mình hay không. Đó thì vấn đề đó thì chỉ thật ra xe điện bây giờ thì nó cũng không có rắc rối nhiều nếu mà Đặc trường hợp nếu như mà họ đưa cái giá như mấy ngày nay là cộng đồng mạng họ đón đó anh, từ 40 tới 60 như vậy thì ngang ngang với Tesla đó, thì anh thấy rằng điều này nó hợp lý không? Nếu mà mẫu hai mẫu xe i35, 36 mà nó ngang ngang với Tesla thì tôi nói tôi cho cái giá đó là còn rẻ đó. Như nói rằng bề ngoài thì anh thấy rằng anh đã ok với cái design của nó, cũng như là về máy móc thì nghe nói rằng của Đức này có thể rằng cũng đạt một tiêu chuẩn nào đó ở Hoa Kỳ. Và tuy vậy mình chưa thấy cái nó chạy ngoài đường như thế nào, cũng như là cái test mà cái crash test á như thế nào á, thì với anh điều này nó quan trọng hay không, và anh đặc biệt anh quan tâm tới điều này không ạ? Theo tôi thì cảm ơn Dũng hỏi câu hỏi rất là hay, vấn đề VinFast Car thì nói chung là vấn đề những chiếc xe nào đã lưu động trên đường lộ thì tôi nghĩ nó cũng có đã trải nghiệm qua vấn đề test, coi như là trước hết là sự an toàn, vấn đề khi mà va chạm với nhau, coi như là impact, collision impact test, tôi nghĩ là cái gọi là về năng sức đột phá khi mà đến chiếc xe đó. Thì tôi nghĩ chắc họ có thể đã test qua rồi. Hoặc là sự mà coi như là khi thế nào, bao nhiêu 2000 pound, 3000 pound, cái sự impact va chạm với nhau đó, nó có thể là ảnh hưởng tới người tài xế hay không. Thì theo tôi nghĩ thì khi mà xe đã phát hành ra thì họ đã thử qua, trải nghiệm qua vấn đề đó về an toàn. Trước hết là an toàn. Cảm ơn anh Châu Võ đã chia sẻ với khán giả của TD Media về ý kiến riêng của anh về hai mẫu xe mà EV35 và EV36 vừa ra mắt ở Hoa Kỳ, thưa anh. Thì cái đó là theo tôi nghĩ đó, cái này đó là một niềm vinh hạnh cho người Việt Nam của chúng ta đã sáng lập ra được một cái hãng xe coi như là cũng tương đối sang trọng để so với thị trường thế giới. Nhưng mà hai mẫu xe đó thì nó, nhưng mà trong vấn đề khuyến khích thì mình cũng nên ra những mẫu xe economical, coi như là cái loại xe giá thấp hơn để cho bà con họ có đủ điều kiện để mà sử dụng, và trong tương lai dần dần họ hiểu được, tìm hiểu được cái mẫu xe này thì nó có thể phát triển mạnh hơn trong tương lai. Nếu vậy thì anh như là anh thì anh ở hiện tại bây giờ ở Sacramento miền Bắc Cali, và vừa rồi thì triển lãm ở dưới LA Convention Center là ở miền Nam Cali, thì nếu như mà họ một lần nữa triển lãm ở trên miền Bắc này anh, thì cái chuyện mà mình phải chạm được xe hay là mình được xem xét bên trong xe đó, thì anh nghĩ điều đó có cần thiết không? Tôi nghĩ vấn đề đó thì cũng không cần thiết. Quan trọng là vấn đề cần thiết là cái kiểu mẫu và cái cấu tạo của nó như thế nào. Nếu mình muốn tìm hiểu sâu sắc hơn nữa thì họ có thể trong tương lai thì họ có thể cho mình mở một cái dealer, lúc đó mình muốn coi như thế nào, muốn thử xe cũng được, hay là muốn coi cận kề hơn thì nó cũng tốt. Dạ vâng, rồi một lần nữa rất cảm ơn anh Châu Võ, và kính chúc anh nhiều sức khỏe, và hy vọng rằng sẽ có nhiều dịp tham khảo với anh trong lần tới, thưa anh. Rồi, chào, cũng xin kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn gặp nhiều may mắn, và cũng kính chúc cho tất cả anh em trong hãng VinFast cứ phát triển mạnh lên để tạo niềm vui cho mọi người, vậy thôi. Và cảm ơn anh Dũng đã đến đây để có vấn đề trao đổi vấn đề về xe hơi. Dạ vâng, dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh.